bố trí ban thờ gia tiên chuẩn phong thủy đón Tết, giúp những lời khấn nguyện mong cầu sẽ dễ được bề trên chứng giám phù hộ độ trì. Đầu tiên là bày trí bát hương. Thường thì ban thờ gia tiên sẽ gồm có 3 bát hương, trong đó bát hương thờ chư vị thần linh lớn nhất đặt ở chính giữa, bát hương thờ gia tiên đặt ở bên trái, bát hương thờ bà cô tổ ông mãnh sẽ đặt ở bên phải, tính từ hướng ban thờ nhìn ra. Thứ hai, di ảnh thờ được tuân theo nguyên tắc nam tả nữ hữu. Di ảnh của cụ ông sẽ được an trí ở bên tay trái, di ảnh của cụ bà sẽ được an trí ở bên tay phải theo hướng từ ban thờ nhìn ra. Thứ ba, các vật phẩm cơ bản trên ban thờ gia tiên sẽ gồm có bộ tam sự, gồm có một đỉnh đồng, hai cây đèn hoặc là hai chân nến, hay là bộ thất sự gồm có đỉnh đồng, hai chân nến, cặp hạc và cặp đèn. Thứ tư, ban thờ gia tiên nên có thêm một cặp lục bình, bình hoa mâm bồng ngũ quả, chóe gạo, chóe muối, khay nhỏ với 5 ly nước. Thứ năm là bạn nên bày trí hai bên ban thờ thật là cân đối. Nếu bày trí một